Rồi, chào các bạn. Hôm nay mình tiếp tục giới thiệu các bạn một dòng cảo chữ F ha. Hay là kẹp chữ F gì đó, đến từ thương hiệu Bassay của Đức. Thì cái dòng này là các bạn trên thị trường các bạn cũng đã biết nhiều rồi, và mình cũng đã giới thiệu nhiều clip rồi. Thì ở đây là nó một dòng nó khá là đặc biệt. Những cái dòng trước mình giới thiệu là cái ngàm của nó là ngàm cong nè, ngàm thẳng nè, rồi nhiều loại khác nhau nữa. Còn hôm nay là cái ngàm của nó đặc biệt là ngàm nó là làm bằng nhựa các bạn ha. Bằng nhựa. Thì cái bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ về thông số của cái model này ha. Model này nó có model là G30K bạn ha. GK30. 30 có nghĩa là cái độ mới ngàm của nó được 300mm. Còn 60 ở đây là cái độ sâu của ngàm kẹp. Độ sâu của ngàm kẹp là 60 các bạn ha. Tính tới cái phần giữa của lưỡi kẹp nha, từ cái thân trong của thân trượt là các bạn tính 60 chứ không tính ra mí ngoài đây nha các bạn. Mí ngoài đây các bạn kẹp lực rất là yếu nên là mình không tính ha, mình tính tới cái phần giữa của cái lưỡi thôi, tầm 60 các bạn. Thì hai cái ngàm kẹp này là được chế tạo bằng nhựa. Còn cái thanh trượt này vẫn có bằng thép đó các bạn ha. Thì cuối thanh trượt này là nhà sản xuất là đã có tạo cho mình cái chốt này để khi mình kéo hẳn ra thì là nó không bị trượt ra thẳng bên ngoài các bạn ha. Đó, như thế này. Đó, thì cái ngàm kẹp của mình là được 300. Đến đây 300 ha. Đó, mình dọn hết xuống cái này. Đó, tới cái mí này nha các bạn. Đó. Luôn luôn thực tế thì nó cái thông số nó nó lớn hơn cái thông số mà trong catalog các bạn. Hay là cũng chuyện bình thường thôi. Mà càng lớn thì mình càng thích ha. Ừ. Cái loại này thì mình trượt bằng cách là ở đây mình có cái cò này, cái nút nhấn đây nè. Đó, mình nhấn xong rồi mình trượt lên. Đó, trượt lên rất là nhẹ ha. Đó, khi bạn cầm các bạn nó không bị tuột xuống. Khi muốn mở ngàm thì các bạn ấn đây nè, các bạn kéo xuống ha. Đó. Rồi. Thì trên hai ngàm kẹp á thì được bọc hai cái miếng nhựa cứng như thế này. Thì do cái kẹp GF này ứng dụng trong ngành gỗ á, cho nên là nhà sản xuất là thiết kế gắn sẵn hai cái đầu nhựa như thế này để mình tránh mình kẹp cái phôi của mình á, hoặc là sản phẩm của mình á, nó không bị trầy. Thì để giúp quá trình mà hoàn thiện sản phẩm của mình á nó được nhanh hơn. Còn cái ngàm kẹp của mình mà kẹp vô sản phẩm hoặc cái phôi nó trầy á thì sau đó mình sẽ xử lý, mà cái thời gian xử lý rất là nhiều, mất thời gian ha các bạn, nó sẽ không có năng suất. Đấy. Các bạn cầm ra ha các bạn chị. Đấy. Đầu này nó hơi cong cong. Mục đích của cái đầu cong này là để cho mình đưa vào những cái khe hẹp, những cái sản phẩm mà là có cái khe hẹp á mà cần phải kẹp thì các bạn sử dụng cái loại này. Bây giờ mình sẽ kẹp thử một cái phôi mình đang có sẵn trên đây. Đó là một cái hộp của cái tủ hay là một cái ngăn chứa đồ nào đó các bạn ha. Đó. Đây đây. Kẹp lại. Đó. Sau đó mình vặn. Nó cứng ha. Cái lực kẹp của cái dòng cảo này là nó lên tới là 2000 N các bạn. 2000 N tương đương với 200kg ha. Đó. Bằng nhựa nhưng mà cũng khá là chắc. Phía trên đây là được chốt bằng một cái chốt kim loại như thế này ha. Đó. Giúp cho cái ngàm kẹp của mình là cố định trên thanh trượt này. Rồi đó là trường hợp mình kẹp bên ngoài, trường hợp mình kẹp bên trong thì như thế nào. Đây, đây. Trường hợp mà các bạn cần thao tác mà kẹp bên trong đó, thì cái loại ngàm kẹp này cũng rất là phù hợp các bạn ha. Đó. Các bạn quan. Trường hợp cái ngăn này nó nằm sát trên đây thì bạn vẫn sử dụng được cái ngàm kẹp này. Kẹp của nó lên tới 200kg. Giá thì các bạn cứ truy cập vào website của mình ha, thì các bạn sẽ biết giá. Trường hợp các bạn lên tận showroom thì giá sẽ giảm từ 15-20% và có thể hơn tùy vào cái số lượng của các bạn đặt hàng ha. Thương hiệu Bassay của Đức.